Ok, hello, em sẽ hướng dẫn em sử dụng con này nha. Là bên tắt W30 nha. Đầu tiên về cách sạc á, thì đầu tiên cục pin nó sẽ có chiều âm chiều dương nè. Thì trên cái đầu sạc của anh nó sẽ có hai cái cực. Thì em chỉ cần để cái này vô trước, sau em kéo cái này xuống cho nó fit với một cực nè. Đây là hai cực nè, em đẩy sát vô. Nó hiển thị lên phần trăm pin, nó nghĩa là nó nhận đồ sạc. Thì bình thường đó, đối với những con này em sẽ dán chêm một miếng ở đây để cho nó fit với cái máy hơn đó. Và khi em gắn vô nó sẽ kiểu giữ cái này lại á. Ok, nếu mà nó hiển thị thì cắm vô ổ điện nó mới ăn nha, còn nếu mà nó không hiển thị là cắm vô ổ điện nó sẽ không ăn. Rồi tiếp theo là cách để mình gắn cục pin và hãy nhớ ở trong máy đó. Thì đây em sẽ kéo cái này xuống, đẩy xuống, kéo cái này xuống cho open, xong đẩy xuống và mở ra. Pin thì nằm ở đây, nó sẽ có cái chiều nè, là dương với âm nè, mình bỏ đúng cái chiều này vô là được. Đó là nhận lại nè. Tháo pin thì kéo này xuống, xong rồi đẩy lấy tay kèo nhẹ lên để bung lên. Rồi đây là hãy nhớ. Thì hãy nhớ con này á, em sẽ bỏ hãy nhớ vô như thế này xong đóng lại. Rồi về cách để dùng nó thì em bấm on cái, nó sẽ sáng cái đèn này màu xanh nè, và bật cái máy lên. Bình thường nhất trên máy á, những cái con này á, màn hình nó sẽ hơi tối tối vậy. Em nhìn ở ngoài thì mới sáng lắm, nhưng mà em nhìn trên đây em thấy tối. Thì em nhấp nhẹ để lấy nét bấm máy lại chụp. Mà nó không có tiếng, tại vì nó chụp nó phải kiểu chụp mà hơi nhỏ nhỏ xíu á. Rồi đây là hai nút zoom và thu vô. Đây là nút để xem lại hình nè. Rồi trên cái máy nó sẽ báo cho mình biết là số tấm hình mình có thể chụp mới là bao nhiêu. Và ống kính nằm trực diện ngay máy luôn. Đây là mod. Mod thì nó sẽ cho em chọn cái program nè, là auto theo các function trên máy. Night scene có nghĩa là chụp ban đêm nè. Đó, sử dụng tripod, movie, record, follow, flower, tâm la hết. Đó, rất là nhiều thứ. Và selfie, project nó cũng có luôn. Đó, thì em muốn chụp cái gì em có thể chọn những cái mod đó. Đây là chức năng về flash, nó sẽ có thể tắt flash, bật flash. Rồi flash include xóa mắt đỏ, on flash có thêm xóa mắt đỏ. Rồi soft flash nghĩa là đánh phiêu phiêu cho vui, đánh nhẹ nhẹ. Rồi bên đây có nghĩa là cái nút có hình bông hoa nè, là macro, nó sẽ cho em chọn để em lấy nét được macro. Trên đây là hiện giờ mình chụp liên tục. Menu thì nó cho mình điều chỉnh về chất lượng file hình white balance. Thì bình thường á, cái white balance này nè, anh sẽ điều chỉnh á. Thì anh điều chỉnh là như thế nào? Nếu mà anh đang chọn một số chức năng trên cái máy á, mà có thể điều chỉnh white balance được á, ví dụ như anh chọn mod, anh chọn program, và anh có thể điều chỉnh white balance này được. Thì white balance này anh sẽ để á, nó về màu kiểu dạng là cái này nè, hình bông daily, thì nó sẽ hơi ngã về màu vàng xíu. Đó. Thì nếu mà em cần chỉnh hình da người nó hơi vàng thì mình phải chọn cái đó. Cái nút này là cái nút cho mình print mod, có nghĩa là nó sẽ làm cho kiểu về auto á. Và những cái con này nó chụp rất là kiểu chậm chậm và mượt mượt chứ không quá gấp gáp nha. Đó, anh chụp thử cho em coi. Thì cái hình hôm bữa anh chụp á là hoàn toàn là cái hình đó nó từ cái máy này ra luôn, và nó không có được qua chỉnh sửa, nên em cứ an tâm xài máy. Thì đây là con này anh chưa có sạc cho nên chỉ vậy thôi. Máy thì anh sẽ kèm máy nè, pin nè, hãy nhớ nè, một sợi dây chim đeo cổ tay và cái đầu sạc. Ok rồi, nếu mà có vấn đề gì về máy hoặc có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin cho tụi anh biết nha. Con này tên là Bentax Obito W30.